Hôm nay đang chúng mình phải ra ra viếng xác ở ngoài ông Giuse mới qua đời, nhưng vì hoàn cảnh xa xôi, hội lòng thương xót không thể đi được, thì xin quý vị đọc cờ đây cho linh hồn Giuse mới qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng hướng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu tay, xin cho được ăn năn tội nên. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha, sáng Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu con trong khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà, và cao phúc là mọi người nữ, và Giêsu lòng bà hưởng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con đã kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lời Chúa
trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc lên Chúa Trời cùng bà có phúc lắm, mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lắm. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho ông con là kéo tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đến Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tháng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ ba thiên ám Đức Chúa Giêsu chịu đổi mạo gái ta xin cho được chiêu mọi sự xí nhục bằng lòng. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha sáng như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sợ trước cám dỗ nhưng cứu con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà là con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà là con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà và con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con là kẻ tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con thấy vì danh Chúa
Chúa nhân từ cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Thằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu phát cây thánh giá, ta hãy xin cho được và thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, bà Giêsu ơn lòng bà phúc là. Anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tạm dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin đọc đánh tinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện danh Cha sáng nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen.
mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mây nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mọi người nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mọi người nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc lời Chúa Trời cùng bà con phúc lành mọi người nữ và Giêsu lòng vào phúc lành. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù ngục và được ý yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính mời cộng đoàn mở sách trang 22.
Trong giờ khấn lòng xót Chúa hôm nay, xin mọi người hợp ý cầu cho một số em đi thi được là kết quả tốt đẹp. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền và ai trong hình bóng hiện thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền và ai nương mình dưới thế trần. Hồi tương xưa kia, Chúa đã hy sinh làm thánh giá. Lòng nhân ai bảo là con chưa thỏa yêu thương. Mà nay Chúa đến dương nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá là mình mau thánh ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu, chúng con xin thành tâm kính thờ. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai trong hình bóng hiện thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khai nương mình dưới thế trần. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp mình thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự quan vọng đầy yêu thương của Chúa dành cho gia đình nhân loại chúng con. Xin tiếp tục yêu thương mà ban hòa bình cho chúng con, mà dập tắt cuộc chiến tranh tại Ukraine và những xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, mà ban cho quê hương đất nước chúng con, cho nhà nhà người người chúng con được hưởng thái bình thực sự, cho công ăn việc làm của chúng con được ổn định, cho mọi người được hồn an sắc mạnh, cho các bệnh nhân được ơn chữa lành, cho những nhu cầu chính đáng, những lời cầu nguyện của chúng con giây phút này được Chúa đón nhận. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy ngài, ngài muốn con làm chi. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất, nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Muối làm cho thức ăn thêm mặn mà, giữ cho thịt cá tươi tốt.
ánh sáng soi cho ta thấy đường đi, làm cho vạn vật rạng rỡ, giúp ta phân biệt và nhận thức các sự vật. Nếu muối không mặn và đèn không sáng thì chẳng có ích gì nữa. Mỗi người Kitô hữu có những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều có sứ mạng tác động tốt lên môi trường mình sống. Không tác động tốt thì không còn là Kitô hữu nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy mình chưa thực sự là muối, là men, là ánh sáng cho môi trường mình sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành muối, niềm vui và ánh sáng hạnh phúc cho mọi người bằng đời sống yêu thương và phục vụ hàng ngày của chúng con. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, ở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tôi lỗi con to lớn và sơ xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa trong bàn tay từ ai Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc
bảo vệ cho che gia đình của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đấng Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là Đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 73. Ngày thứ ba, cầu cho lương dân. Lạy Chúa Giêsu Đấng đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi Chúa linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sơ màu nhiệm hình thánh rất sáng trọng. Màu thánh đất châu bao vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tôi là bữa trọng trên hết các bữa khi đã dư cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này. Đoạn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn. Ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hoa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lấy phép rất thanh rất trong gương ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con,
Xong lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thần được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ôm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng ưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quần thù, đừng trao người cho ác tâm quần thù. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 36. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.